Để giúp quý phụ huynh trang bị kiến thức chăm sóc trẻ trong 2 tháng đầu đời này, chương trình vinh dự được đón tiếp hai vị chuyên gia trong ngành sơ sinh. Đã, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Kiến Mộng, trưởng khoa sơ sinh. Đã. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Đã. Vâng, và thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, trưởng khoa sơ sinh 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1. Chào MC, chào quý vị khán giả đang theo dõi ở trên fanpage của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Yeah. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý phụ huynh 4 vấn đề quan trọng nhất được các bậc cha mẹ quan tâm nhất. Đó là ăn gì cho trẻ ăn gì, giấc ngủ chăm sóc trẻ như thế nào là tốt nhất, chăm sóc tắm rửa cho trẻ ra sao, vệ sinh cho con như thế nào, và cuối cùng là các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh mà các cha mẹ cần lưu ý. Yeah. Vâng, chúng ta đều biết sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho các ông bố bà mẹ là sữa mẹ như thế nào, vì sao sữa mẹ là tốt nhất. Vâng, xin mời bác sĩ Hương chia sẻ vấn đề này cho các bậc cha mẹ. Thứ nhất là mình cũng sẽ phải khẳng định với nhau là sữa mẹ rõ ràng đó là sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thì do đó không có bất cứ vấn đề, nếu mình không có chống chỉ định hay không có một cái bất cứ vấn đề gì mà không bú được sữa mẹ thì chắc chắn là trẻ em, các quý vị phụ huynh phải cho trẻ sơ sinh mới sinh ra đời sử dụng sữa mẹ để hưởng được những cái ích lợi của sữa mẹ trong cái giai đoạn này. Thì ích lợi của sữa mẹ đối với trẻ là gì? Thứ nhất là về mặt dinh dưỡng, sữa mẹ thì có đầy đủ các cái chất dinh dưỡng và cung cấp năng lượng đầy đủ nhất cho trẻ sơ sinh. Với cái tỷ lệ đạm, đường, béo và đồng thời những cái chất vi lượng, yếu tố vi lượng, những cái canxi, phốt pho, những cái tỷ lệ canxi, phốt pho cũng rất là phù hợp với cái chuyện tiêu hóa và hấp thu của trẻ. Hơn nữa là trong sữa mẹ thì có những cái chất mà rất là tốt dành cho đứa trẻ, em bé của mình. Ví dụ như là HMO thì là một cái chất mà sẽ tăng cái chuyện miễn dịch cho trẻ và đồng thời cũng cái chất giúp cho cái quá trình tiêu hóa của trẻ rất là tốt. Cái thứ hai là trong sữa mẹ có những cái axit béo chuỗi dài như là DHA, ARA là cái những cái chất mà sẽ làm tăng cái chuyện phát triển não bộ cho trẻ. Đó là về mặt dinh dưỡng. Về mặt những cái chất như là kháng thể hay là chất chống dị ứng trong sữa mẹ thì chúng ta biết là đối với kháng thể thì sữa mẹ sẽ cung cấp một cái lượng kháng thể đầy đủ cho trẻ, giúp cho trẻ trong cái giai đoạn đầu đời sẽ hạn chế được những cái mắc những cái bệnh trong giai đoạn đầu đời và đồng thời cũng giảm những cái nguy cơ dị ứng. Rất là nhiều những nghiên cứu cho thấy là khi mà bú sữa mẹ thì cái nguy cơ bị chàm da trong cái trẻ những cái tháng đầu đời sẽ giảm thấp hơn nếu mà trẻ bú sữa mẹ. Tương tự là đối với cái nhóm mà được bú sữa mẹ thì sau 12 tháng những cái nguy cơ mà bị hen phế quản, những cái hen do dị ứng chẳng hạn, hoặc là những cái nguy cơ chàm da ở cái nhóm mà được bú sữa mẹ thì thấp hơn rất nhiều so với cái nhóm mà bú sữa công thức. Và cuối cùng là sữa mẹ thì khi mà cho trẻ bú sữa mẹ thì một cái ích lợi cũng rất là quan trọng đối với em bé, đó là sẽ tăng gắn kết cái tình cảm giữa bà mẹ và em bé. Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ Hương. Vâng, thực tế nuôi con bằng sữa mẹ là không những là tốt cho con mà còn tốt cho cả bà mẹ nữa. Vâng, dạ, mời anh Mậu ạ, mời anh giải thích rõ hơn cho các bà, để cho các bà mẹ yên tâm khi nuôi con bằng sữa mẹ. Thì chúng ta biết là như bác sĩ Hương đã trình bày đó, thì sữa mẹ nó rất là tốt cho trẻ trong vấn đề về dinh dưỡng, về tăng trưởng cũng như là về phòng ngừa nhiễm trùng. Một cái điểm mà rất là quan trọng của sữa mẹ đó là nó sẽ làm rất là có lợi cho bà mẹ. Đó là gì? Chúng ta thấy là nó, khi mà trẻ bú mẹ đó thì nó sẽ tăng cái gắn kết giữa bà mẹ và em bé, tăng cái tình thân lên. Thứ hai đó là nó giảm cái nguy cơ và một số bệnh lý ở bà mẹ, ví dụ ung thư vú, một số cái ung thư ở đường sinh dục. Thứ ba đó là nó giúp cho bà mẹ ngừa thai một cách hiệu quả thay vì chúng ta phải dùng thuốc. Thứ tư đó là bà mẹ thì khi mang thai thì tăng cân để cung cấp dinh dưỡng cho em bé, thì sau khi mình bú sữa mẹ đó thì cái giúp cho bà mẹ lấy lại cân nặng trước khi sinh rất là nhanh chóng. Và ngoài ra thì nó còn là một cái nguồn dinh dưỡng tốt cho em bé, thì nó cũng là một cái chất mà giúp bà mẹ là giảm chi phí. Chúng ta thấy là nó sẽ không tốn tiền, và thứ hai là nó đảm bảo vệ sinh và đứa bé nó sẽ được bảo vệ rất là tốt. Thành ra nó rất là tốt cho bà mẹ và em bé luôn. Vâng.
Vâng, vậy các ông bố bà mẹ ơi, đó, qua hai chia sẻ của hai vị chuyên gia đây, chúng ta thấy rằng là sữa mẹ là một nguồn sữa tốt nhất cho trẻ, nên chúng ta không cần phải băn khoăn là lựa chọn sản phẩm nào tốt nhất cho con, mà cứ thế mà chúng ta sử dụng sữa mẹ mà thôi. Dạ. Mặc dù là nhiều lợi ích như vậy, nhưng việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ cũng sẽ gặp một số khó khăn. Nên hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói một số khó khăn đó trước, để chúng ta lường trước và chúng ta vượt qua những khó khăn đó để chăm sóc con được tốt nhất. Dạ. Về các khó khăn, thường là các bà mẹ hay có những khó khăn, ví dụ như là một số bà mẹ hay nói rằng là cho trẻ bú theo nhu cầu đó. Các tài liệu hướng dẫn về nuôi con bằng sữa mẹ đều nói như vậy hết, và các bà mẹ cũng hơi hoang mang là bú theo nhu cầu là như thế nào đó, không biết là mấy tiếng là phải cho con bú một lần, không biết là con bú có đủ no hay không. Dạ, dạ vâng, nhờ anh chia sẻ thêm cho các bà mẹ về những lo lắng này. Cảm ơn MC. Thì như các bà mẹ cũng biết là chúng ta thấy là sữa mẹ rất là tuyệt vời ha. Nhưng tuy nhiên thì khi mình bú và cho bú thì như thế nào thì phù hợp với trẻ, thì chúng ta thấy là theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì tốt nhất là khi sữa trẻ sinh ra, sau khi mình áp dụng biện pháp da kề da để cho đứa bé nó giữ ấm, thì chúng ta có thể cho bú mẹ ngay sớm trong vòng 30 phút đầu tiên sau sanh, để nên tận hưởng được cái nguồn sữa non. Là chúng ta biết sữa non thì nó cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng cũng như là các kháng thể để bảo vệ cho trẻ. Và cái bú theo nhu cầu của trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, thì trung bình người ta thấy là trẻ bú khoảng 8 lần, 8 đến 10 lần trong một ngày. Thì đối với trẻ đã non thì có thể là mỗi 2 tiếng, nghĩa là khoảng 10 đến 12 lần một ngày. Và để làm sao chúng ta biết là đứa trẻ nó cần bú sữa, thì chúng ta thấy là trẻ sơ sinh thì nó ngủ và bú là chính. Thì khi mà thức dậy nó đòi bú thì chúng ta biểu hiện như thế nào? Là chúng ta thấy trẻ nó sẽ có cảm giác liếm môi, rồi nó quay đầu tìm kiếm về cái tìm kiếm sữa, cái bầu bú. Ba là trẻ có thể là đưa tay ngón tay vào để múc ha, hoặc là đứa trẻ nó quấy khóc lên. Tuy nhiên dấu hiệu quấy khóc là chứng tỏ là nó đói lắm rồi, nên là chúng ta nên tìm hiểu cái dấu hiệu trẻ đói để mà chúng ta cho trẻ bú. Thứ hai là bú bao nhiêu là đủ. Thì thông thường á, là dấu hiệu mà trẻ bú đủ á, là khi mà chúng ta cho trẻ bú thì nó trung bình nó khoảng 15 đến 30 phút kéo dài một cái cử bú. Thứ hai, sau khi bú xong á, trẻ sẽ buông bú ra thì trẻ sẽ cảm giác rất là thỏa mãn, cái mặt nó vẻ rất là vui vẻ và nó chơi vào giấc ngủ. Và thường thường cái cử ngủ của nó sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng ha, thì sau thức dậy để bú tiếp cử sau. Và một dấu hiệu gián tiếp đó là gì, chúng ta thấy là cái trẻ nó đi tiểu một ngày trung bình, đối với ngày thứ 5 trở đi á, thì trung bình nó phải 5-6 lần ước tả ha, trở lên. Và đi toilet, đi ị thì nó khoảng là trung bình là khoảng 5-6 lần, cũng cho đến khoảng 10 lần. Đó là phân, và phân nó sẽ dần dần nó tốt dần lên. Đó là cái dấu hiệu của trẻ nó có đủ sữa. Thứ ba nữa là gì? Là nước tiểu của trẻ nó sẽ trong, vàng và trong ha. Và chúng ta thấy theo giờ cân nặng thì nó sẽ tăng cân theo cái biểu đồ tăng trưởng. Thì đó là những dấu hiệu để cho thấy chứng tỏ là trẻ đã bú đủ cái nhu cầu của trẻ. Dạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, các bậc cha mẹ thấy đó, vậy là chúng ta sẽ phải theo dõi con của chúng ta mỗi ngày. Đó, có thể ngày hôm nay con bú không được nhiều lắm, nhưng mà ngày hôm sau các con sẽ bắt đầu quen hơn, tập bú nhiều hơn. Đó, và chúng ta sẽ phải theo dõi thêm những dấu hiệu khác nữa. Đó, đi toilet như thế nào, rồi trẻ có ngủ đủ giấc hay không. Đó. Vâng, nhưng mà thực tế khi mà ngồi phòng khám bệnh tại phòng khám bệnh viện Nhi đồng 1 á, thì chúng ta cũng gặp không ít những trường hợp bà mẹ vẫn không tự tin vào sữa của mình. Đó, bà mẹ có một số hoài nghi rằng là liệu sữa mình có nóng không? Đó, sữa mình có bị loãng không? Sao con mình không được bụ bẫm? Đó, hay là đầu ti của mẹ bị tụt vào trong, không biết con có bú được hay không? Dạ, mời bác sĩ Hương hãy giải thích những thắc mắc này để cho các bà mẹ lên tinh thần làm sao để nuôi con được tốt hơn. Thật ra là những cái vấn đề như bác sĩ Dương nói, thì ngồi ngoài phòng khám thì tất cả những cái bác sĩ nhóm nhi sơ sinh thì gần như là đều gặp những cái thắc mắc đó. Thì trước tiên để mình trấn an tinh thần bà mẹ thì chắc chắn là phải cũng cái câu nói cũ thôi. Mình đang biết, nếu mình đang nuôi con bằng sữa mẹ thì bà mẹ phải tự tin rằng mình đang chọn một cái sữa tốt nhất cho con mình rồi. Bởi vì rõ ràng sữa mẹ nó là một cái sữa tốt nhất đối với trẻ sơ sinh ở trong cái giai đoạn này. Chắc chắn bà mẹ mình phải có một cái sự tự tin đó trước cái đã. Cái thứ hai nữa là về như Dương có đặt câu hỏi là sữa con tôi sữa tôi có bị loãng quá không? Thì riêng đối với sữa mẹ đó, thì khi mà trong cái giai đoạn mà trẻ bú, đặc biệt là sau 5-7 ngày trở đi đó, thì khi mà cái sữa đầu tiên, cái sữa mới ra thì nó hơi loãng hơn, nó chỉ chứa đường thôi, nó hơi loãng hơn những cái sữa bên sữa cái khúc sau một chút xíu. Và khi mà trẻ bú được hết cái sữa đầu tiên rồi á, thì những cái sữa bên sữa khúc sau này thì là nó sẽ đặc hơn, nó sẽ chứa được đủ đạm, đường, chất béo
những cái thành phần dinh dưỡng mà cần cho đứa trẻ. Do đó cái câu lời khuyên và một câu trả lời cho cái câu hỏi này đó là mẹ nên cho trẻ bú đầy, có nghĩa là bú một cái khoảng thời gian, bú một bên vú, bú cho hết, bú từ từ lúc đầu tiên vào để hứa hết cái lượng sữa non, sữa loãng trước, rồi sau đó để trẻ hưởng được những cái sữa đặc về sau. Và cái khoảng thời gian từ 15 tới 30 phút thì nên bú xẹp hết một bên, sau đó nếu mà trẻ vẫn còn muốn bú tiếp thì bắt đầu mới qua bên bên cái vú thứ hai, chứ không phải là chỉ có bú vài phút ở bên này xong lại xoay trẻ vài phút bên kia, thì cái năng lượng, cái lượng chất dinh dưỡng của trẻ có thể nó sẽ không đầy đủ. Cái thứ hai nữa là giống như anh Mậu chia sẻ là cái cảm giác mà trẻ bú như thế nào là đủ, thì trẻ bú xong trẻ cảm thấy là phải rất là thoải mái, gọi là thỏa mãn á, cảm thấy là trẻ không có quấy nữa và trẻ nhanh chóng đi rơi vào giấc ngủ. Tại vì mình biết là trong cái giai đoạn sơ sinh thì trẻ dành phần lớn thời gian để ngủ 18 tới 20 giờ một ngày để mà ngủ, còn những thời gian còn lại từ 8 tới 10 cử là dùng để bú. Thì do đó khi mà trẻ bú xong nửa tiếng thì trẻ sẽ rơi vào giấc ngủ và trẻ sẽ không có quấy. Và cuối cùng là cái câu hỏi mà lo lắng về chuyện là đầu vú tụt vào trong á, thì có cung cấp được sữa đủ cho con mình hay không? Thì phải nói như thế này, cái chuyện mà đầu vú tụt vào trong thì mình sẽ có cái cách hướng dẫn, bên sản, bác sĩ sản cũng sẽ hướng dẫn cho bà mẹ cái cách massage như thế nào, cái cách như thế nào để mà mình kéo được cái đầu vú ra chẳng hạn. Tuy nhiên các bà mẹ yên tâm là trẻ không có cái sữa, không có tiết ra, không phải là chỉ trẻ chỉ bú ngậm cái đầu vú, mà quan trọng trẻ sữa tiết ra khi mà trẻ sẽ gọi là ngậm bắt nguyên cả một cái quần vú. Và khi những cái động tác mà ngậm bắt vú đúng, ngậm được nguyên cái quần vú đó thì sữa nó mới tiết ra, chứ không phải là chỉ có ngậm đúng cái đầu vú đó thì sữa mới tiết ra đâu. Do đó quan trọng không phải chỉ là chuyện là đầu vú tụt vào trong thì nó cũng không quá ảnh hưởng, dĩ nhiên chuyện đó mình cũng sẽ phải có cách xử lý, nhưng cái quan trọng hơn cả là như thế nào để cho trẻ ngậm bắt vú đúng. Và đây là cái chuyện là ngậm cả cái quần vú thì trẻ mới được cung cấp một cái lượng sữa tối đa nhất, tối ưu nhất. Vâng, dạ cảm ơn anh chị. Vâng, ba mẹ thấy đó, bệnh viện chúng tôi là bệnh viện bằng hữu của trẻ em. Dạ, tức là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm sao để tư vấn, hướng dẫn bà mẹ chăm sóc cho bé bằng cách là sử dụng sữa mẹ hoàn toàn. Dạ. Trong trường hợp không được thì chúng tôi mới sẽ tư vấn cách làm sao để cho ba cha mẹ. Nhưng có một số trường hợp là bé nó bú kém quá, như là như bác sĩ Hương có chia sẻ là có một số bé chỉ bú có vài phút thôi lại nhà ra và bà mẹ phải tìm cách xoay trở con đó. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta nếu mà bú kém quá thì chúng tôi cũng có những phương pháp làm sao mà vắt sữa mẹ ra, đút muỗng thêm cho bé. Đúng rồi. Dạ. Đó, trong giai đoạn đầu cho đến khi mà trẻ có thể bú được tốt hơn. Một số trẻ khi bị bệnh hoặc là khi có những dị tật thì cũng có thể bú mẹ khó khăn. Dạ, nhưng mà bố ba mẹ đừng lo lắng chuyện đó, sữa mẹ là tốt nhất ngay cả những bé bị bệnh hay là những bé sanh non. Dạ. Thật ra có một cái vấn đề như thế này cũng muốn chia sẻ luôn, có nghĩa là trẻ bà mẹ phải cho trẻ bú. Dạ. Phải cho trẻ bú và cái gọi là cái thời gian, cái khoảng cách cho bú nó phải phù hợp, ví dụ như cách mỗi 2 tiếng 3 tiếng bà mẹ phải cho trẻ bú thì mẹ mới có sữa được. Nếu mà mẹ thấy con tôi ít sữa quá, thôi tôi cho bú sữa bình, sữa ngoài cho rồi thì chắc chắn là sữa mẹ sẽ mất. Hoặc là thậm chí cái thời gian giữa cái cử bú này với cái cử bú khác mà nó dài quá thì khả năng mà mình không có cái cử giữa đó để mình vắt sữa ra đó thì cái chuyện tạo sữa của bà mẹ cũng sẽ rất là khó. Cũng sẽ không giữ được cái nguồn sữa mẹ. Vâng, cảm ơn anh chị. Anh chị đã chia sẻ hết những cái vấn đề từ bình thường ha, cho tới những khó khăn đó, để giải đáp hết thắc mắc cho các cha mẹ. Nếu mà cha mẹ còn những thắc mắc gì khác, mình có thể gửi tin nhắn lên fanpage và chúng tôi sẽ trả lời. Vâng. Và tiếp theo nữa là về ngoài việc bú xong thì chúng ta sẽ phải chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, đúng không ạ? Vâng, đó, giấc ngủ thì rất là quan trọng. Như bác sĩ Mộng và bác sĩ Hương vừa chia sẻ thì trẻ dành thời gian rất là nhiều cho việc ngủ. Đó, việc ngủ này sẽ giúp cho trẻ lớn hơn, lớn nhanh hơn, tốt cho trẻ về thể chất lẫn tinh thần. Đó. Vậy việc chăm sóc cho trẻ cũng là chăm sóc giấc ngủ cũng là một số những thắc mắc vô cùng quan trọng của những quý phụ huynh. Đó. Vậy nhờ chị chia sẻ luôn, hướng dẫn luôn cho bà mẹ là chúng ta làm sao để chuẩn bị một cái phòng ngủ như thế nào để cho con có được giấc ngủ tốt nhất. Cảm ơn Như. Trước tiên á, là theo cái quan niệm trước đây là mình đang chuẩn bị một cái phòng ngủ hay một cái vị trí cho trẻ như thế nào
hoặc là trẻ ngủ thoải mái nhất. Nhưng mà thật ra là mục tiêu của hiện tại, cụ thể là theo Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ năm 2021, họ đã đưa ra một cái khuyến cáo rất đầy đủ là làm sao để cho cái giấc ngủ của trẻ an toàn. Người ta gọi đó là cái Safe Sleep Campaign. Thì trong cái chiến dịch mà để cho trẻ ngủ an toàn thì người ta đưa ra bốn cái chữ A, B, C, D tương ứng với lại bốn cái chữ key á, keyword của nó. Thứ nhất là chữ A, đó là sleep alone, có nghĩa là cho trẻ ngủ một mình. Trước đây ngủ một mình có nghĩa là trẻ sẽ ngủ trong nôi của trẻ chứ không ngủ chung với bố mẹ. Trước đây ở những cái nước Âu Mỹ thì có thể là trẻ, cái nôi của trẻ sẽ để một cái phòng riêng, bố mẹ sẽ ngủ riêng. Tuy nhiên là sau này thì ngay cả những cái nước Âu Mỹ vẫn khuyến cáo là trẻ, trong nhất là trong cái giai đoạn sơ sinh thì trẻ nên nằm chung phòng với bố mẹ. Nhưng chung phòng chứ không có chung giường. Nghĩa là vẫn trẻ vẫn nằm alone, là trẻ nằm một mình ở cái nôi của trẻ. Và cái mục đích đó là bố mẹ sẽ dễ chăm sóc, dễ nhìn được cái con của mình trong giấc ngủ hơn. Cái chữ B trong cái chiến dịch đó, đó là chữ sleep on back, có nghĩa là nằm, trẻ phải nằm ngủ ở trên lưng của mình, đồng nghĩa với chuyện là trẻ phải nằm thẳng. Trước đây thì rất là nhiều cái quan niệm là trẻ nên ngủ có thể nằm sấp để mà giảm cái chuyện trào ngược, hay là nằm nghiêng chẳng hạn, xoay trở thì tư thế nằm nghiêng. Nhưng mà mình khẳng định là cái tư thế tốt nhất của trẻ đó là nằm ngửa. Tại sao trẻ phải nằm ngửa? Bởi vì cái tư thế đó, nếu như mà trẻ có trào ngược hoặc là trẻ có khi mà bị nôn ói chẳng hạn thì những cái dịch tiết á, trong cái thì dễ thoát ra ngoài. Và thứ hai là cái tư thế nằm ngửa đó là cái tư thế mà cái đường thở của trẻ không có bị ép, không có bị chèn ép, và trẻ sẽ thoải mái để mà thở. Và chính cái tư thế nằm ngửa đó là cái tư thế mà giảm tới cái mức tối đa, bởi vì những cái tư thế nằm nghiêng hoặc đặc biệt là nằm sấp thì cái tỷ lệ mà đột tử SID, là đột tử ở trẻ sơ sinh hoặc là cơn ngưng thở khi ngủ á, sẽ cái tỷ lệ cao nhất. Do đó hiện tại cái khuyến cáo mới nhất là nên cho trẻ nằm ngửa và nằm ở một cái phẳng ngang. Cái chữ C trong cái khuyến cáo mà safe sleep của mình á, là ngủ an toàn của mình, đó là bao gồm ba chữ cái C. Thứ nhất là clean, là phải sạch sẽ, cái môi trường của cái chỗ ngủ của trẻ chắc chắn là phải sạch sẽ thì nó không có gì khác với trước đây. Thứ hai nữa là clear, có nghĩa là sẽ không có bất cứ những cái vật dụng gì ở xung quanh trẻ mà có khả năng chèn ép đè lên cái mũi hoặc là miệng trẻ, làm cho trẻ không thở được. Ví dụ như đồ chơi, ví dụ những cái gối quá to, quá mềm nhũn xuống mà trẻ có thể lún dưới đó để mà bị che, hoặc là những cái mềm, những cái chăn mà quá to, mình chỉ đắp một cái tấm chăn nhỏ, tấm chăn mềm phủ nhẹ lên cái người trẻ thôi, chứ không có để xung quanh trẻ là quá nhiều đồ vật và gần như là trẻ ngập ở trong cái ống đó, thì cái nguy cơ mà trẻ bị đè lên trong giấc ngủ là rất là nhiều. Đó cũng là một cái lý do là tại sao trẻ phải ngủ riêng ở nôi mà trẻ không ngủ chung với bố mẹ, bởi vì cái nguy cơ mà khi mà bố mẹ ngủ quên chẳng hạn và đè lên trẻ thì là những cái nguy cơ đáng tiếc, rất là đáng tiếc, nhưng mà đã xảy ra ở tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 khi mà mình tiếp nhận những cái bé từ nhà đem vào. Và cái chữ C đó là chữ creep, có nghĩa là một lần nữa khẳng định là trẻ phải nằm ngủ ở trong nôi. Cái chữ D cuối cùng trong cái campaign đó là cái chữ danger, có nghĩa là mình sẽ, cái môi trường ngủ của trẻ phải như thế nào đó an toàn tuyệt đối, không có bất cứ nguy hiểm nào cho trẻ. Thứ nhất là về nhiệt độ thì mình sẽ giữ cái nhiệt độ của phòng của trẻ là từ 26 cho tới 28 độ C. Về độ ẩm là từ 40 tới 60%. Về đèn á, thì cái đèn ngủ cho trẻ thì thường sẽ sử dụng cái đèn LED, và cái ánh sáng là ánh sáng vàng là tốt nhất để đưa trẻ vào giấc ngủ. Và cuối cùng về cái âm thanh thì rất là thú vị. Âm thanh thì có thể là mình giữ một cái môi trường gọi là yên ắng cho trẻ. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà gia đình ở những cái khu mà cũng không thể nào yên ắng tuyệt đối, thì người ta nói là cái gọi là cái âm thanh trắng gọi là white noise, là những cái âm thanh như là có cái cường độ với dưới 50 decibel. Có những cái máy tạo ra những cái âm thanh đó, như là âm thanh là tiếng mưa rơi này, hoặc là tiếng nước chảy này, hoặc là tiếng suối này, hoặc là thậm chí là những cái tiếng mà tiếng nhịp tim của mẹ
nó cũng giống giống như là trẻ trẻ kangaroo mà nằm trên người mẹ vậy đó. Thì những cái tiếng đó thì sẽ dễ đưa mẹ đưa trẻ vào giấc ngủ hơn. Thì có nhiều khi trẻ nghe những cái âm thanh đó trẻ lại dễ ngủ hơn là khi mà trẻ ở một cái môi trường yên lặng hoàn toàn. Và một cái mà mọi người phải lưu ý là nếu mình có mua những cái máy mà tạo ra những cái âm thanh đó thì nên để cái khoảng cách an toàn cho trẻ là trên 2 mét để cho những cái âm thanh đó nó không có ngược lại là không có quấy gọi là quấy cái giấc ngủ của trẻ. Và đồng thời có một số những cái lưu ý là không để cho quá lệ thuộc, có nghĩa là mở cái âm thanh đó cả đêm luôn. Thì nhiều khi trẻ đi một cái chỗ nào lạ, đưa về nhà ông bà chơi chẳng hạn, không còn cái âm thanh, không có cái âm thanh đó chẳng hạn, thì trẻ lại không ngủ được. Thì có thể khi sau này mà trẻ đã quen, trẻ lớn hơn thì mình bắt đầu mình dần dần mình bỏ bớt những cái âm thanh đó để cho trẻ không bị lệ thuộc. Dạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hương đã cho chúng ta một cái hướng dẫn vô cùng chi tiết, vô cùng cụ thể là từ chuẩn bị một căn phòng như thế nào đó, cho trẻ đặt trẻ nằm ở đâu, tư thế nằm ra sao đó, và chăm sóc giấc ngủ của trẻ ra làm sao đó. Vâng, nên là các cha mẹ chúng ta sẽ cứ làm theo những cái hướng dẫn chi tiết đó thôi thì là chắc chắn con chúng ta sẽ được chăm sóc giấc ngủ tốt nhất đó. Vâng, em xin hỏi thêm luôn một ý nữa là bà mẹ có nên hát ru cho con hay không, có nên massage trước khi ngủ hay không, hoặc là một số bà mẹ hay là muốn là nằm trong nôi rồi chúng ta có nên đong đưa nôi, hoặc là cho trẻ thay vì nôi chúng ta có thể nằm lên võng. Thường khi mà người lớn chúng ta thì thấy là nằm võng có vẻ thoải mái và chúng ta thích đung đưa, nhưng mà liệu trẻ con, một em bé mới sinh ra, bé nhỏ dưới 2 tháng như vậy, thì việc nằm nôi, nằm võng như vậy, rung lắc như vậy có tốt hay không? Dạ, mời chị Hương nói luôn ý này cho phụ huynh. Về chuyện là hát ru hoặc là massage thì cái đó là những cái tăng cái gắn kết của mẹ con, thì cái câu trả lời là mình nên làm những chuyện đó, và thậm chí có hẳn một cái chương về cái cách massage trẻ sơ sinh như thế nào nữa. Thì mình sẽ không nói được ở đây bởi vì mình cũng không có thời gian. Tuy nhiên cái chuyện mà nằm nôi, rung lắc nôi và đặc biệt là nằm võng thì không khuyến cáo dành cho trẻ sơ sinh. Bởi vì thứ nhất là nếu như mà nằm võng á, thì cái cột sống của trẻ nó sẽ bị cong, nó không có nằm ở cái tư thế thẳng, nó sẽ lại bị phạm vào cái chuyện là trẻ phải nằm ở cái tư thế thẳng để tốt nhất cho cái chuyện cột sống của trẻ. Và cái đặc biệt là khi nằm nôi mà mình rung lắc như thế này thì mình không khuyến cáo, bởi vì cái chuyện rung lắc đó nó sẽ gây ra một cái hội chứng gọi là hội chứng rung lắc, nó ảnh hưởng cái sự phát triển não bộ của trẻ về sau. Đặc biệt là rung lắc là trên võng mà rung lắc với cái cường độ mạnh như thế này thì chắc chắn là không có tốt cho trẻ sơ sinh. Dạ. Vâng, cảm ơn chị. Thông điệp của chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng gửi đến quý phụ huynh là hãy không cho con nằm trên những cái võng rung lắc. Để chăm sóc giấc ngủ của con tốt nhất, hãy đặt con trên một mặt phẳng, đó, một cái nôi mềm mặt phẳng, và có được những cái và có những âm thanh và ánh sáng phù hợp cho trẻ. Vâng. Và hầu hết thì các bé, em thấy là hầu hết các ba mẹ cũng không gặp khó khăn lắm, tại các bé có những cái nhịp sinh học là bú no rồi đi ngủ khá là đều đặn. Dạ. Tuy nhiên một số bé sẽ mê ngủ, không chịu ngủ dậy, không chịu bú, thì chúng ta sẽ phải làm sao? Dạ, nhờ anh Mậu chia sẻ vấn đề này. Cảm ơn MC. Xin thưa quý vị phụ huynh đó, là trẻ sơ sinh đó, thì cái thời gian ngủ của cháu rất là kéo dài, có thể là đến 16 đến 18 tiếng một ngày. Thành ra cái chúng ta thấy là cháu nó sẽ bú xong rồi nó ngủ. Tuy nhiên có một số trẻ thì nó mê ngủ quá thì nó sẽ không có bú, thì lúc đó chúng ta thấy là một ngày đứa trẻ sơ sinh thì trung bình cho cháu bú khoảng 8 cử. Thành ra nếu mà cháu nó ngủ quá 3 tiếng một hồi thì mà đánh thức như vậy là cháu bú đó trong giai đoạn trong một tháng đầu cháu sinh. Thành ra là cái thời gian nếu cháu trẻ ngủ quá lâu thì chúng ta đánh thức dậy để cho cháu bú, vì chúng ta cần cho trẻ cung cấp dinh dưỡng và tránh hạ đường huyết cho trẻ. Còn khi mà cháu nó ngủ say quá thì chúng ta làm sao chúng ta đánh thức cháu dậy? Thì chúng ta có thể là khều khều ăn bằng chân, hoặc chúng ta nhẹ nhàng chúng ta nói chuyện, chúng ta mở ánh sáng lên một chút xíu, hoặc là chúng ta cởi quần áo cháu ra, bắt đầu từ từ ra thì đứa trẻ sẽ cảm giác là nó muốn cảm giác dậy và nó nhanh chóng đi vào cái cảm giác đòi bú. Thành ra là nên mỗi ít nhất là 3 tiếng, nếu trẻ không thức dậy chúng ta đánh thức dậy để cho bú. Đó là cái cách mà chúng ta cho cung cấp cái dinh dưỡng cho trẻ rất là tốt và tránh để trẻ ngủ quá 3 tiếng. Dạ vâng, đó. Dạ vâng, khi mà sau 1-2 tháng có một số trẻ hay bị khóc đêm. Dạ vâng, dân gian của chúng ta, các bà mẹ hay các ông bà chúng ta hay thấy những đứa trẻ mà khóc đêm kéo dài như vậy thì hay gọi là những khóc dạ đề. Vâng,
nên là cái khóc dạ đề này cũng làm cho ba mẹ rất là stress. Dạ. Trẻ con chỉ cần hơi khóc một tí xíu thôi đã stress rồi. Mà bây giờ đêm nào cũng khóc như vậy thì không biết là trẻ có bị bệnh lý gì hay không, không biết là trẻ có bị tổn thương ở đâu hay đau bụng hay là có vấn đề gì hay không. Dạ, nhờ anh chia sẻ cái nguyên nhân và cách xử trí khi mà trẻ khóc đêm. Xin chào quý vị phụ huynh. Cái khóc dạ dề hay là khóc cơn, người ta gọi khóc cơn tiếng Anh, nó gọi là colic á, thì nó phải người ta thấy là nó xảy ra, nghiên cứu cho thấy là xảy ra khoảng 40% những trẻ mà trong vòng 3 tháng đầu đời. Thứ hai, nó đặc tính của cái trẻ, những cái trẻ này đó thì là khóc thường thường nó xảy ra vào chiều tối, và nó khóc kéo dài, mình dỗ thông thường, nó cũng không có đính. Tuy nhiên thì sau cơn khóc á, trẻ nó, trong cái cơn khóc thì trẻ nó đỏ mặt lên, nó có thể gồng người lên. Tuy nhiên sau cơn khóc thì trẻ nó trở lại bình thường và nó ăn ngủ bình thường, chơi bình thường. Đồng thời cái triệu chứng nó thì nó tăng cân tốt, chúng ta thấy nó tăng cân tốt. Và cái nguyên nhân gây ra cái cơn khóc dạ dày này nó là lý do gì, thấy là khóc là một cái biểu hiện bình thường của trẻ để nó thích nghi với lại môi trường bên ngoài. Tuy nhiên khóc thì có thể do gì, trẻ nó còn đói, nó chưa có đủ no, chúng ta phải xem lại xem chúng ta cho bú cho no chưa. Thứ hai là nó khóc là do nó thiếu ngủ, thành ra là khi nó vào cơn ngủ thì nó khóc và nó mới ngủ. Thứ ba đó là gì, trẻ có thể bị ăn, khi ăn nó nút hơi quá nhiều, nó đầy hơi, nó khó chịu, hoặc là do một cái nguyên tâm lý từ gia đình, ví dụ gia đình có chuyện không vui hoặc là ba mẹ lo lắng thì nó cũng có thể tác động đến cái chuyện làm cho trẻ nó có biểu hiện colic, nghĩa là nó khóc cơn. Một số nguyên nhân có thể gây ra khóc cơn nữa là ví dụ như trẻ bị trào ngược hệ thực quản, hoặc là trẻ bị dị ứng với lại đạm trong sữa bò, trong sữa, hoặc là trẻ nó bị không dung nạp nữa lacto. Tuy nhiên để chúng ta chẩn đoán một cái bên cơn colic á, nghĩa là trẻ khóc cơn á, thì sẽ có một cái tiêu chí là ba, tiêu chí số 3, đó là thứ nhất đó là trẻ khóc trong vòng 3 giờ trong một ngày, và trên ba lần trong một tuần, và trên cái dài trên 3 tháng. Và chúng ta phải loại trừ những nguyên nhân thực thể gây ra cái chuyện những nguyên nhân khác gây khóc, ví dụ như là trẻ nó có lồng ruột, nó có viêm nhiễm trùng ở đâu đó, hoặc là nó có những cái bệnh lý thực thể như xoắn, ví dụ như trẻ trai thì nó xoắn tinh hoàn, hoặc là nó bị nhiễm trùng, thì chúng ta phải loại trừ những nguyên nhân đó trước khi chúng ta nghĩ đến là khóc cơn thông thường. Cái triệu chứng để chúng ta loại trừ đó nữa là phải loại trừ được những cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu nguy hiểm của khóc cơn, ví dụ như là một đứa trẻ sau khi khóc á, nó có thể chướng bụng, rồi nó sốt, nó bỏ bú hoặc lừ đừ, hoặc là cái cơn khóc mà nó kéo dài trên 6 tiếng đồng hồ, thì những cái đó dấu hiệu đó là dấu hiệu nguy hiểm, chúng ta cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để bác sĩ đánh giá, khám và đánh giá nó trước khi chúng ta nghĩ đến là khóc cơn, khóc dạ dày thông thường. Về vấn đề điều trị thì thường thường người ta sẽ thấy là vấn đề trấn an bà mẹ, hướng dẫn bà mẹ cách chăm sóc, cũng như là vỗ về cho trẻ bú, và cũng như là chúng ta ôm trẻ vào lòng, thì có thể thường thường nó sẽ giảm dần cái cơn khóc, và thường thường nó kết thúc trong khoảng 3 tháng. Người ta thấy đỉnh điểm của cái cơn khóc đó là 6 tuần đến 8 tuần lúc trẻ 8 tuần tuổi, và nó thường thường kết thúc vào khoảng 10 đến 12 tuần tuổi thai, tuần tuổi sau sinh. Chúng ta biết là trẻ sơ sinh thì trong vòng cái nhu cầu cái chất canxi trong vòng 2 tháng đầu tiên thì nhu cầu nó khoảng là 200mg trong một ngày. Đối với các nghiên cứu cho thấy là đối với các trẻ sơ sinh mà nó bú mẹ hoàn toàn, hoặc là thậm chí nếu chúng ta không có đủ sữa mẹ, hoặc là sữa mẹ không có mà chúng ta phải bú sữa công thức thì cái nhu cầu sữa, cái chất sữa nó cung cấp cho trẻ đủ cho nhu cầu canxi của trẻ, thành ra thường là đứa trẻ không cần phải bổ sung canxi. Cái vấn đề quan trọng đó là khi chúng ta uống sữa hoặc là chúng ta uống sữa vào thì để hấp thu canxi tốt chúng ta cần có vitamin D để hấp thu canxi cho nó tốt. Thì chúng ta thấy là vitamin D đối với trẻ sơ sinh thì cái nhu cầu nó khoảng là theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ đó, thì một ngày chúng ta cung cấp khoảng là 400 đơn vị cho một ngày. Thì đối với những trường hợp mà tắm nắng thì có nên hay không, chúng ta thấy là để hấp thu được canxi thì vitamin D, tiền vitamin D đến nắng thì nó hấp thu ở yếu tố UV, tiêu tia cực tím là B. Tuy nhiên cái thời gian mà để tia UV đó nó có nhiều quá, thì là khoảng 10 giờ đến 14 giờ. Và cái thời gian đó thì chúng ta thấy là nắng nó cực gắt, thành ra nó ảnh hưởng đến cái chuyện da của em bé, thành ra thường người ta sẽ cung cấp vitamin D là 400 đơn vị cho một ngày. Thành ra cái thuốc mà chúng ta hay sử dụng đó là cái vitamin D đó là một giọt, tương đương khoảng một giọt ngày và buổi sáng, thì nó sẽ cung cấp đủ cái nhu cầu vitamin D cho trẻ, còn canxi chúng ta không cần cung cấp. Dạ, vâng, dạ cảm ơn bác sĩ Mậu, bác sĩ Hương, chúng ta đã hướng dẫn cho các phụ huynh về cách cho trẻ ăn như thế nào và cho trẻ bú, cho trẻ ngủ như thế nào.
Vâng, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một phần nữa, đó là phần vệ sinh cho trẻ như thế nào. Dạ. Phần này cũng vô cùng quan trọng. Thời tiết cuối năm của chúng ta thì mưa nắng khá là thất thường, có ngày thì se lạnh, có ngày thì lại nắng nóng. Đó. Và ắt hẳn ba mẹ sẽ phải lúng túng không biết là tắm cho con như thế nào. Đó. Để là khi mà con, nhiều khi trẻ vẫn có rất là nhiều mồ hôi, đó, mồ hôi đọng ở trên da của trẻ. Và khi trẻ bú có thể sữa có thể chảy xuống dưới cằm hoặc là dưới cổ của trẻ. Đó. Nhưng mà tắm nhiều quá thì cha mẹ cũng rất là lo, không biết là có an toàn cho con hay không. Đó. Nên là da của con thì còn đỏ hỏn, rốn của con thì vẫn chưa rụng. Đó. Nên là giai đoạn này rất là non nớt, rất là khó khăn cho những bậc cha mẹ, nhất là lần đầu khi mà làm mẹ. Đó. Nên là thưa bác sĩ Hương, mình nên tắm rửa, giữ vệ sinh cho con thì chúng ta cần phải chú ý điều gì? Cảm ơn Như. Thì thứ nhất á, là cái thời điểm tắm thì mình sẽ chọn cái thời điểm sau khi trẻ sanh ra, thì mình nên tắm sau 24 tiếng sau khi trẻ sanh ra. Thì trong trước 24 tiếng thì nó còn cái chất gây. Thì một vài điểm lưu ý tới chất gây, nghĩa là mình không nên quá cái chất gây, là một cái chất mà bao bọc cho trẻ ngay khi sau khi mà trẻ, sau cái giai đoạn sổ thai ra đời á. Thì đó là một cái chất mà nó sẽ, nếu mà mình cố gắng mình chùi cho nó sạch hết, không nên cố gắng chùi sạch hết cái chất gây, bởi vì đó là một cái chất mà giữ được cái thân nhiệt cho trẻ trong cái giai đoạn đầu đời. Cái thứ hai nữa là cũng giảm cái nguy cơ nhiễm trùng trên da của trẻ. Nếu mà mình cố gắng mình làm sạch hết, mình chà sát mạnh cái da của trẻ thì sẽ làm tổn thương cái da trẻ, đồng thời cũng sẽ tăng cái nguy cơ nhiễm trùng da trong cái giai đoạn mà trẻ mới sanh. Tiếp nối theo cái chuyện là sau 24 tiếng thì đó là cái thời điểm nên tắm cho trẻ, bắt đầu tắm cho trẻ. Thì mình nên tắm mỗi, thứ nhất là mỗi ngày mình, nếu mà tắm một số lần ở trong một ngày thì chỉ là một lần một ngày thôi, và khuyến cáo là một tuần mình chỉ tắm từ 3 đến 4 lần. Cái thứ hai nữa là tắm ở cái nhiệt độ phòng của trẻ, một cái phòng đó là cái phòng kín gió, phòng kín thôi, phòng mà đang ở với mẹ, đang ở với con chẳng hạn, thì có thể đưa vô cái phòng đó tắm với nhiệt độ của phòng là khoảng 28 độ C, 27-28 độ C. Nhiệt độ của nước thì tối ưu là khoảng 37-38 độ. Mình có thể dùng cái nhiệt kế để mình đo cái nhiệt độ nước, mà mình rất là dễ dàng mua ở những cái cửa hàng bán dụng cụ chăm sóc cho những dụng cụ em bà mẹ và em bé. Cái thứ ba nữa thì những cái dụng cụ tắm của mình, như là thau tắm, những cái ca nước tắm, rồi những cái xà bông vân vân, thì khi tắm mình nên để một cái vị trí, mình nên chuẩn bị sẵn và để riêng ở một cái vị trí để mà mẹ hay cái người tắm tiện để lấy luôn, chứ không cần phải chạy đi tìm nữa. Nó giống như cái cách tắm của các cô nữ hộ sinh ở trong bệnh viện như vậy đó. Và mình không nên tắm bằng xà phòng thông thường, mà mình nên chọn một cái dung dịch gọi là dung dịch vệ sinh cho trẻ đó, những cái dung dịch tắm có cái độ pH từ khoảng từ 5.5 cho tới 7, có nghĩa là nó hơi acid một chút, hơi pH hơi thấp một chút, và không có mùi. Tốt nhất là không có nên dùng những cái sữa tắm mà quá mùi, mùi nó quá nồng, bởi vì có những cái giai đoạn này thì trẻ rất là dị ứng với những cái mùi đó. Một số những cái mình, cái thời điểm tắm cho trẻ thì nên tắm là sau khi trẻ bú khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi gì đó, có nghĩa là không nên tắm khi trẻ vừa mới bú xong. Khi mà trẻ quá no thì mình không có nên tắm, và nên tắm khi mà thấy là tắm vào buổi sáng, thấy trẻ ở một cái tư thế là trẻ tỉnh táo, tắm trẻ tỉnh táo vui vẻ và không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, ví dụ như trẻ tím hay là trẻ đang co giật hay là trẻ ọc ói quá nhiều hay trẻ đang sốt vân vân, và mình đang nghi ngờ là trẻ đang bị bệnh gì đó thì không nên tắm ha. Và tắm thì cách một tuần khoảng 3-4 lần thôi. Một số những cái điểm lưu ý khi mà tắm mà mình bà mẹ hay là sai á, có nghĩa là tắm cái mức độ quá nhiều, ví dụ như trẻ ọc ói cái là đem ra tắm thì cũng không được, mình chỉ nên tắm bằng xà bông vân vân là một lần một ngày. Thứ hai nữa là khi mà tắm, thời điểm cái nhiệt độ tắm hay là những cái nhiệt độ phòng thì không nên là đưa cái chỗ nào quá gió lùa, hoặc là nhiệt độ quá thấp, hoặc là mưa, là những cái trời rét thì mình nên hạn chế tắm cho em bé, bởi vì mất thân nhiệt rất là nhiều. Cái thứ ba nữa là cái chuyện và tắm cho trẻ, mình tắm từng phần trên cái cơ thể của trẻ, thì những cái bộ phận mà gọi là rất
là nhạy cảm và rất là đặc biệt cho trẻ sơ sinh, ví dụ như rốn, ví dụ như tai, ví dụ như mắt, thì sau khi tắm xong mình nhớ làm vệ sinh từng cái bộ phận đó riêng. Bởi vì đó là mình không phải là mình phải ngâm rau khô và sau đó mình sẽ dùng cái tăm bông mà làm vệ sinh từng cái phần đó riêng rồi nhỏ mắt cho trẻ. Và một cái rất là quan trọng nữa là khi cái mực nước ở trong cái thau tắm là dưới vai thôi, có nghĩa là không có quá vai, không có để cái mực nước ngang lên cổ, trẻ sẽ rất là khó chịu và sẽ không có an toàn để mẹ giữ được cho trẻ tắm. Và nên giữ trẻ tắm ở cái tư thế là trẻ giữ trẻ ở cái tư thế thẳng như thế này thì trẻ sẽ cảm thấy là thoải mái hơn. Dạ vâng, cảm ơn chị. Đó, một lần nữa chúng ta lại có thêm được một cái hướng dẫn về tắm trẻ như thế nào vô cùng chi tiết đó, để giúp cho quý phụ huynh sẽ không có bị bỡ ngỡ đó, để tắm có những tắm cho trẻ tốt hơn. Dạ. Và một số phụ huynh hay hỏi là em có nên tắm bằng nước lá cây hay không? Dạ, và có nên nằm ủ than, tại thường là chúng ta sợ là cũng bị sợ vấn đề mất thân nhiệt đó, và chúng ta muốn ủ than cho cả mẹ cả con đó, thì về vấn đề đó nhờ chị chia sẻ cho phụ huynh. Như anh á. Em ạ. Vâng. Cảm ơn MC. Thì cái vấn đề mà chúng ta tắm thì tốt nhất là chúng ta tắm ngoài cái chuyện môi trường, cái môi trường xung quanh, thứ hai là nước tắm là chúng ta tắm bằng nước thông thường. Và cái dung dịch tắm, sữa tắm cho em bé thì cũng phải đạt được cái thứ nhất là không mùi, thứ hai là pH nó khoảng 5.5 đến 7. Người ta không khuyến cáo sử dụng các cái nước trái lá cây để mà chúng ta tắm cho trẻ, vì nó thứ nhất là nó không có tác dụng, thứ hai là có một số lá cây có thể gây độc cho da của em bé. Người ta không khuyến cáo tắm. Còn riêng cái vấn đề mà chúng ta ủ than á, thì người ta thấy là khi chúng ta dừng nằm than á, thì nó sẽ có một số nguy cơ. Thứ nhất là cái than nó đốt cháy hoàn toàn, sẽ đứa trẻ nó sẽ hít vào với chất CO. Và khí CO nó sẽ nguy hiểm cho đứa bé, là nghi ngờ độc, ngộ độc. Thứ hai đó là một số trẻ nó sẽ bị phỏng luôn. Nó phỏng luôn và nó gây ra nhiễm trùng da, và thậm chí nhiều trẻ nó vô về bệnh cảnh là nhiễm trùng huyết. Nó viêm tấy toàn bộ cái vùng lưng của trẻ, hoặc là nó nổi mụn nước lên rất là nhiều. Thành ra người ta thấy là không có khuyến cáo. Đối với nhiệt độ của Việt Nam này thì nhiệt độ nhiệt đới thì chúng ta không cần thiết phải ủ ấm ủ than cho trẻ. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Và trong tuần đầu á, giống như bác sĩ Hương có nói là rốn của bé chưa rục, đó là vùng rất là nhạy cảm, khi tắm thì khiến nhiều ba mẹ cũng rất là lo lắng. Dạ, nhờ anh chia sẻ cách vệ sinh chăm sóc rốn của trẻ trong giai đoạn này. Thưa quý phụ huynh, thì cái rốn của trẻ đó, sơ sinh đó, trong giai đoạn bào thai thì cái rốn có chức năng là nó cung cấp máu và chất dinh dưỡng từ bà mẹ sang cho thai nhi để đứa trẻ phát triển. Tuy nhiên sau khi sanh xong đó thì cái rốn hết chức năng thì chúng ta sẽ kẹt rốn lại, nó cắt rốn. Tuy nhiên cái nếu chúng ta chăm sóc không kỹ đó thì nó có thể gây ra một số cái nguy cơ cho trẻ, ví dụ nó nhiễm trùng, nó chảy máu, là chúng ta phải chăm sóc cho nó tốt. Thì trong thường cái rốn sơ sinh bình thường á thì nó sẽ khô dần trong vòng một hai ngày đầu, nó teo lại, nó khô. Và nó thường nó rụng khoảng là 7 đến 10 ngày sau sinh. Rồi sau khi rụng xong thì cái rốn nó có thể nó hơi ướt một chút và nó sẽ khô dần trong vòng 2-3 ngày tiếp theo. Đó là thông trung thường, trung bình, nghĩa là khoảng chừng 10 đến 14 ngày là thường nó rụng. Đó là một cái sinh lý bình thường của cuốn rốn. Khi mà trong tuần đầu thì cái rốn nó còn á, thì chúng ta tắm, khi chúng ta tắm trẻ đó thì thường ta khuyên nên tắm từng phần, ví dụ tắm đầu trước lau khô, sau mình tắm đến người, sau đó tắm đến chân tay và bộ phận sinh dục. Lỡ mà cái rốn nó có nhiễm bẩn, ví dụ như nó tiểu nó ướt thì chúng ta sẽ vệ sinh rốn. Thì cái cách vệ sinh là chúng ta sẽ sử dụng cái dung dịch nước muối sinh lý 0.9%, hoặc là chúng ta sẽ rửa vệ sinh rốn cho cháu. Cái nguyên tắc là rửa sẽ từ cuốn rốn cho đến chân rốn, xâm lang xung quanh, cái da vùng xung quanh khoảng 2-3 cm để cho nó sạch. Chúng ta dùng những cái gòn, cái que gòn mà vô trùng á, chúng ta sẽ dùng tẩm cái dung dịch nước muối sinh lý chúng ta rửa thì nó sẽ bảo đảm được vô trùng. Thứ hai là một cái nguyên tắc quan trọng đó là làm sao cho cái rốn nó không bị nhiễm trùng, là chúng ta sẽ giữ cho rốn khô thoáng, và khi chúng ta quấn tã em bé thì chúng ta sẽ để cái tã nó dưới cái cuốn rốn để cho cuốn rốn hở. Thì chúng ta nhận thấy là khi để cho cuốn rốn khô hở thì nó xương rốn sẽ nhất là sẽ mau rụng, mau lành, và thứ hai nó hạn chế được nguy cơ nhiễm trùng. Đó là cách chăm sóc rốn. Còn khi nào thì chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề là nhiễm trùng hay không, thì thấy là rốn thường nó rụng là khoảng 10 đến 14 ngày sau sinh nó sẽ rụng, và sau đó sẽ ướt 1-2 ngày, nhưng mà chúng ta vệ sinh thì sẽ khô dần, khô luôn. Một số trường hợp khi mà chúng ta phát hiện nó rốn nó cần phải đưa đến cơ sở y tế, đó là khi mà cái rốn, cái dịch nó dỉ ra có mùi hôi, hoặc là có mủ, hoặc là nó chảy máu tại chỗ,
hoặc là cái da vùng xung quanh rốn nó viêm tấy đỏ lên ha, thì chúng ta nên cho trẻ đi đến cơ sở y tế để bác sĩ đánh giá và điều trị cho cháu. Dạ, dạ cảm ơn anh. Vâng, thông điệp của chúng tôi là gửi đến quý phụ huynh trong phần này là nếu mà chúng ta chăm sóc rốn cho trẻ trước đây là chúng ta phải băng lại đúng không? Ừ. Nhưng bây giờ chúng ta phải để thoáng ra và chúng ta vẫn tắm trẻ bình thường đó, và quan sát xem rốn có bị đổi màu gì hay không đó, và đi cho trẻ đi khám ngay khi chúng ta thấy dấu hiệu bất thường ở rốn. Dạ, nên quý vị phụ huynh đừng có lo lắng quá về cái việc là về việc chạm vô nhẹ vô cái rốn của con, về chăm sóc hay là rửa rốn cho con là hoàn toàn rất là bình thường. Dạ. Vâng, thì da của con trong 2 tháng đầu, da của trẻ sơ sinh á, dạ, thì thường là có màu còn khá là non nớt. Trẻ thường hay có những vấn đề như là vàng da hay là nổi ban đỏ, rồi hăm tã, mụn trắng ở đầu mũi. Dạ, có một số bé thì là có cái kích trâu ở trên đầu á, dạ, tức là những cái mảng da nhàn tiết mảng tiết bã ở trên da đầu. Vâng. Thì nhờ anh chia sẻ luôn là khi mà trẻ gặp nhiều vấn đề về da như vậy thì chúng ta sẽ phải chăm sóc trẻ như thế nào? À, chúng ta biết cái làn da của trẻ đó thì nó rất là mỏng manh và nó rất nhiều bảo vệ cơ thể, tuy nhiên cái rất là mỏng thành nó dễ là cái nguồn vào cái vi trùng. Cái việc chăm sóc da nó cũng rất là quan trọng trong giai đoạn sơ sinh. Đối với trẻ sơ sinh đó, thì cái vàng da là một cái dấu hiệu thường gặp, có chiếm khoảng 60% đối với trẻ mà đủ tháng và có thể 80% hoặc là hơn nữa đối với trẻ non tháng. Thành ra chúng ta theo dõi cái dấu hiệu vàng da đó thì thường thường mà trẻ sơ sinh, một cái sinh lý bình thường thì trẻ nó sẽ vàng da từ đầu xuống đến chân, và nó vậy thì khi nào chúng ta phải đi cho trẻ đi khám thì chúng ta phải tính giá trẻ mỗi ngày, quan sát cái ánh sáng mặt trời xem trẻ vàng da tới đâu. Làm sao chúng ta biết được vàng da tới đâu thì chúng ta sẽ quan sát dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta dùng mắt nhìn thấy nó vàng tới đâu, chúng ta dùng ngón tay chúng ta ấn vào vùng da đó khoảng 5 giây chúng ta buông ra. Nếu cái vùng da mà chúng ta vừa ấn nó vẫn còn vàng da thì chứng tỏ cái vùng đó đã là vàng da ha. Khi nào thì chúng ta cho trẻ đi khám liền, đó là khi trẻ mà vàng da 1-2 ngày đầu mới sanh ra đã thấy vàng da. Thứ hai đó là vàng da đến quá rốn, hoặc là vàng da trên một trẻ sanh non. Trẻ sanh non là trẻ sanh trước 37 tuần hoặc là cân nặng dưới 2500 gram thì chúng ta nên cho trẻ đi khám. Hoặc là chúng ta thấy vàng da đến cẳng tay cẳng chân, hoặc là vàng da đến lòng tay bàn chân thì chúng ta phải cho trẻ đi khám ngay ha. Hoặc là chúng ta thấy một trẻ vàng da nhưng mà lại bú ít đi ha, hoặc là nó quấy khóc khóc thét lên thì chúng ta phải đưa trẻ đi khám ngay, thì đó là dấu hiệu vàng da bệnh lý, chúng ta cần phải đưa trẻ đi khám để chúng ta để cơ sở y tế sẽ có biện pháp điều trị kịp thời cho trẻ. Cái thứ hai là da của trẻ thì nó có nổi những cái hồng ban nhỏ nhỏ thì có nguy hiểm hay không. Nếu hồng ban này đứa trẻ vẫn phát triển bình thường, vẫn bú tốt, không sốt không gì hết thì đó thường thường nó sẽ tự hết trong vòng 1 tuần là đến 10 ngày. Còn nếu mà trẻ mà nó kèm phát ban, nó kèm theo sốt thì chúng ta nên đưa tới cơ sở y tế khám để xem tìm những nguyên nhân gây ra sốt mà kèm theo phát ban đó. Có thể là nó nhiễm trùng, có thể là nó bị nhiễm siêu vi, nó làm cho đứa trẻ nó phát ban ra. Ngoài ra thì chúng ta thấy là thường thì bà mẹ sử dụng cái tã để mà chúng ta ấy cho trẻ, để thì có một số trường hợp á thì nó trẻ bị hăm tã. Dạ. Cái vùng bầu sinh dục hoặc là bẹn nó bị đỏ lên. Vâng. Thì thường là để mà giải quyết cái vấn đề đó thì chúng ta tốt nhất là chúng ta làm sao cho cái vùng tã đó, cái vùng mình băng băng tã đó nó phải thoáng và khô. Dạ. Nên chúng ta phải thay tã mỗi lần mà cháu đi tiểu, tránh để cho tã nó là ướt nó ẩm đầu thì nó sẽ làm cho tã hầm. Thứ hai là giữ dụng sạch sẽ vùng đó để ta vệ sinh sau khi trẻ đi vệ sinh. Còn mình khi đã lỡ hâm rồi thì chúng ta có thể sử dụng, ngoài cái để thoáng ra chúng ta sẽ sử dụng một số cái sản phẩm kem có chứa kẽm để chúng ta thoa, nó sẽ làm giảm đi cái chuyện hâm tạ. Một cái điểm nữa đó là chúng ta thấy là có những cái một số trẻ sanh ra đó một vài ngày trong tuần ở đầu đó, nó có những cái mụn trắng ở trên da hoặc thử cái đầu mũi hoặc là miếng mắt hoặc là trán, thì cái đó người ta thấy là do cái tuyến bã của trẻ thôi chứ nó không có phải là nhiễm trùng, thì cái đó sẽ tự thoái lui trong vòng 1-2 tuần đầu sau sanh. Yeah. Còn một số trường hợp á mà chúng ta cần mà cho trẻ đi khám á là khi cái mụn đó là mụn mủ, nó mọc đục, nó màu vàng ha, và nó thường thường nó xuất hiện rải rác toàn thân, hoặc là nó trên 10 mụn mủ, hoặc là mụn mủ đó cái đường kính nó trên 1 cm, hoặc là mụn mủ đó kèm theo những cái dấu hiệu khác, ví dụ trẻ sốt, bú kém và bú gì đó, thì chúng ta phải nên đi đến cơ sở y tế để bác sĩ tìm những cái nguyên nhân, có thể là nhiễm trùng da hoặc là nặng hơn là nhiễm trùng máu. Yeah. Còn vấn đề về kích trâu trên đầu thì đó là do tình trạng tăng tiết chất bã thôi, thì chúng ta đừng cố gắng mà cào nó ra thì có thể gây chảy máu, nó gây là tổn thương da cho cháu. Nếu cần thì chúng ta tắm trẻ rồi chúng ta ban đêm thì chúng ta sử dụng cái
cái dầu baby oil mà trong sản phẩm sữa đó, trong sản phẩm tắm của trẻ đó, chúng ta thoa nhẹ một lớp lên ban đêm, thì ban ngày thì cái chất cước trầu nó sẽ mềm ra, thì chúng ta tắm rửa từ từ nó tróc ra, chúng ta cũng đừng cố gắng mà cậy. Bóc cậy ra một không lần cậy. Thì nó sẽ dần dần nó sẽ giảm đi cái triệu chứng đó đi. Vâng, hay quá ạ. Vâng, vậy phụ huynh chúng ta đã qua hết được bác sĩ Mậu chia sẻ rất là nhiều cái vấn đề về da và cách xử trí đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngoài cho trẻ bú, chăm sóc giấc ngủ và chăm sóc vệ sinh da, đó là những cái rất là cơ bản, rất là thường gặp đó. Hâm tã đó, xử trí hâm tã đó, để làm sao chúng ta chăm sóc con được tốt nhất. Cái phần chọn tã gì đó. Vâng, mời em xin thêm một câu hỏi nữa là nếu mà chúng ta nên chọn tã lót như thế nào? Chúng ta nên chọn tã lót nào để cho, hướng dẫn cho bà mẹ? Tại bà giờ thị trường cũng rất là nhiều loại đó, nhưng bà mẹ cũng rất là lo lắng không biết loại tã nào thì phù hợp cho con của mình đó, hay là chúng ta nên dùng tã vải hay là tã dùng một lần. Mời bác sĩ Hương chia sẻ phần này. Thì đối với chuyện hâm tã đó thì như quý phụ huynh đã thấy là cái vùng mà bé mặc tã, cái vùng tã đó là cái vùng mà da cũng rất là dễ nhạy cảm và rất là dễ bị nhiễm trùng. Cái lý do là thứ nhất là nó kín, thứ hai nữa là chỗ tiếp xúc trực tiếp với nước tiểu, với phân mỗi ngày luôn. Thành ra cái nếu mà mình không có chăm sóc, mình không có thay tã đúng cách, vân vân, thì cái khả năng nhiễm trùng cái vùng đó là rất là dễ. Ngoài cái chuyện hâm tã thì còn chuyện là nhiễm vi khuẩn hoặc là vi nấm ở những cái vùng bẹn, vùng tã, vùng mà bé mặc tã. Thì mình sẽ có hai trường hợp để mình chia sẻ ở đây. Thứ nhất là trong cái trường hợp mà trẻ không bị hâm tã thì mình có thể chọn cái loại tã, mình có thể cho trẻ mặc cái tã mặc một lần hoặc là chọn tã vải. Tuy nhiên một cái nguyên tắc mà mình phải tuân thủ đó là mình luôn luôn giữ cái tã thông thoáng, thoáng và khô. Có nghĩa là mình thay ngay khi mà cái tã nó bị ướt. Chẳng hạn như phụ huynh, nhất là bà mẹ, là phải luôn luôn khoảng 1-2 tiếng gì đó mình phải xem cái kiểm tra cái tã của trẻ, xem là cái tã đó tè, nó tè có nhiều quá hay không, hay trẻ có đi tiêu ở trong cái tã đó chưa, để mà mình lập tức mình thay, không có để cho trẻ cái tã nó ướt. Cái chuyện là tã ướt không chỉ ảnh hưởng tới chuyện là khả năng tăng cái khả năng nhiễm trùng, mà riêng đối với trẻ sanh non thì nó là một cái nguyên nhân gây hạ thân nhiệt ở trẻ sanh non nữa. Do đó là một cái nguyên tắc là luôn luôn giữ cái tã thoáng và khô sạch. Thì cái chuyện là mình dùng cái tã với cái chất liệu nào đó mà gọi là thân thiện với da của trẻ đó, cái chất liệu bằng cô tông hoặc là vải rất là mềm để mà không có gây kích ứng cho da trẻ. Một cái lưu ý là khi mà một vài bà mẹ khi mà dùng tã vải á, thì có thể sử dụng những cái giấy vệ sinh hay giấy ăn gì đó để lót vào, để cho cái mục tiêu là tè lên cái giấy đó mình thay rồi đỡ phải giặt cái tã vải. Thì cái đó thì mình không khuyến cáo, bởi vì những cái giấy đó là những cái chất liệu không có an toàn hay là không có thân thiện với da của trẻ và rất là dễ kích ứng, thậm chí là nó sẽ dính vào những cái giấy đó, khi mà nó muỗn ra nó sẽ dính vào trẻ. Thì đó là chăm sóc khi mà trẻ không bị hâm tã. Riêng đối với những trường hợp mà trẻ bị hâm tã thì như anh Mậu đã chia sẻ đó, bác sĩ Mậu đã chia sẻ, thì đối với trường hợp trẻ đã bị hâm tã rồi, cách tốt nhất là mình nên cho trẻ nằm, trẻ lót dưới một cái tấm vải mềm hoặc là những cái tã vải và không mặc tã, có nghĩa là không quấn tã cho trẻ. Một cái lưu ý nữa là mình sẽ không sử dụng phấn rôm á, những cái phấn cho vào tã như trước đây những cái bà mẹ có thói quen sử dụng, bởi vì cái bột tan ở trong cái phấn rôm là một trong những cái chất gây kích ứng đã được chứng minh là gây kích ứng cho cái da của trẻ, cái làn da mỏng manh của trẻ. Và đồng thời cái bột tan đó cũng là một cái, khi mà trẻ hít phải cái bụi phấn đó thì cũng là một trong những cái nguyên nhân gây phổi hít cho trẻ trong cái giai đoạn đầu đời. Và một cái chia sẻ nữa là khi mà mình cho trẻ nằm, khi mà không sử dụng phấn rôm và cho trẻ nằm không có lót tã đó, thì có thể sử dụng những cái chất có chứa kẽm, những cái dung dịch cũng được, hoặc là những cái loại cream mà có chứa kẽm. Kẽm là một cái chất rất tốt để mà tái tạo lại cái làn da của trẻ. Thì đó là hai cái trường hợp mà mình chia sẻ là mặc tã và không mặc tã như thế nào. Dạ, cảm ơn anh chị. Thời lượng của chúng ta cũng không còn nhiều, chúng ta đang đi tới phần cuối của chương trình, đó là các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh như thế nào.
các quý phụ huynh đang theo dõi chương trình Fanpage, nếu chúng ta có thêm câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề cho trẻ sơ sinh ăn, cho trẻ ngủ và cách chăm sóc vệ sinh cho trẻ, chúng ta hãy gửi những câu hỏi đó lên Fanpage của chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Vâng, trẻ sơ sinh thì với sức đề kháng còn non yếu thường là sẽ hay rất là dễ mắc bệnh. Nên chúng ta phải làm sao để chủ động phòng ngừa cho trẻ không bị mắc những bệnh thông thường đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo ý kiến của bác sĩ Mộng và bác sĩ Hương nha. Dạ, và bác sĩ Hương, trong 2 tháng đầu đời thì thường trẻ hay bị mắc những bệnh nào, chúng ta có thể chia sẻ cho các bậc phụ huynh và cách xử trí phòng ngừa như thế nào ạ? Thì đối với trẻ sơ sinh như là bác sĩ Dương chia sẻ đó, là cái sức đề kháng ở trong giai đoạn đầu đời, đặc biệt là trong cái giai đoạn 1 tháng tuổi và ở cái đối tượng mà trẻ sinh non nữa, thì những cái trẻ đó thì sẽ rất, cái khả năng mà mắc bệnh nó sẽ nhiều, nó sẽ rất là nhiều. Thì một số những cái bệnh lý có thể hay gặp ở trong giai đoạn trẻ sơ sinh và gần như là nó cái nhóm bệnh riêng biệt đối với sơ sinh. Thứ nhất đó là vàng da sơ sinh. Như bác sĩ Mậu chia sẻ là mình sẽ phải có cái cách để mình phát hiện vàng da và đưa trẻ đến cái cơ sở y tế như thế nào khi mà vàng da nặng. Cái thứ hai là nguyên một cái mảng nhiễm trùng của trẻ thì nhiễm trùng từ các cái hệ cơ quan, ví dụ như là nhiễm trùng đặc biệt ở trẻ sơ sinh đó là nhiễm trùng rốn hoặc là viêm kết mạc chẳng hạn, nhiễm viêm da, nhiễm trùng da ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra thì trẻ vẫn có thể bị những cái bệnh lý như là viêm phổi, viêm ruột, hay nặng nhất ở trẻ đó là nhiễm trùng sơ sinh hay gọi là nhiễm trùng huyết. Nhiễm trùng huyết thì có thể nhiễm trùng huyết sớm, nhiễm trùng sơ sinh sớm, nhiễm trùng sơ sinh muộn hay là nhiễm trùng huyết. Thì tuy nhiên là tất cả những cái biểu hiện của trẻ sơ sinh á, do trẻ nó nhỏ quá nó cũng không nói được là đau chỗ nào hay là khó chịu chỗ nào, thì cái biểu hiện chung của một cái trẻ bị nhiễm trùng hay là bị bệnh á, thì nó đều có những cái biểu hiện tương đối giống nhau. Ví dụ như trẻ có thể sốt, có thể ói, có thể là chậm cái sữa chậm tiêu, ói ọc, ói ra có thể những cái dịch bất thường, không phải là ói ra sữa nhưng mà có thể ói dịch xanh, dịch vàng, hay trẻ bị hạ thân nhiệt, hay là trẻ có thể là bị tím, bị thở nhanh, vân vân. Thì bất cứ khi phụ huynh, cái quan trọng nhất là mình sẽ phải chăm sóc và theo dõi, đặc biệt là bà mẹ ở với trẻ 24/24, mình sẽ thấy trẻ bất thường ở một cái điểm nào, nó không bình thường, nó khác với những cái giai đoạn mà trẻ bình thường, mặc dù rất là nhỏ, thì mình cũng nên ghi nhận lại để mà khi đưa trẻ đến một cái cơ sở y tế thì có thể khai lại với bác sĩ, để mà có thể đó là những cái dấu hiệu mà khởi đầu của một cái trẻ khi mà bị bệnh. Dạ, vâng, cảm ơn chị. Khi mà con sinh ra, nếu mà con sinh đủ tháng thì thường là cái nguy cơ nó thấp hơn, nhưng mà đối với những trẻ non tháng, trẻ còn non nớt hơn nữa. Dạ, nhờ anh Mậu chia sẻ thêm là những trẻ mà sanh ra mà bị thiếu tháng, giống như là anh nói là dưới 37 tuần, thì những trẻ này có những nguy cơ nào khác hay không, và chăm sóc trẻ này có gì khác ạ? Kính thưa quý vị phụ huynh, chúng ta biết đó là trẻ sơ sinh, cái bản thân của trẻ sơ sinh đó là khi sanh ra nó hoàn toàn lệ thuộc nó lúc trong bụng mẹ thì lệ thuộc vào mẹ sống bao vậy với cái bào thai, bởi bánh nhau cũng như là trong bụng mẹ rất là ấm áp. Khi ra đời thì đứa trẻ sanh non á thì nó dưới 37 tuần hoặc là nó cân nặng nó thấp, thường thường là nó thấy là dưới 2500 gram. Thành ra cái sức đề kháng của trẻ sơ sinh so với trẻ đủ tháng nó đã thấp hơn nhiều. Thứ hai đó là trẻ nó dễ bị hạ thân nhiệt vì làn da cháu mỏng manh, rất là mỏng manh và nó dễ thoát nhiệt ra. Và thứ ba là cái toàn bộ các cơ quan khác, ví dụ như hệ tiêu hóa của cháu, nó dinh dưỡng nó cũng không được hấp thu tốt như là trẻ bình thường. Rồi cái hệ hô hấp, nghĩa là trẻ thở nó cũng không được đều, cơ ngưng thở, và thứ hai phổi chưa trưởng thành. Và thứ ba là cái não của cháu nó cũng chưa trưởng thành, thành ra nó rất là dễ xảy ra những cơn ngưng thở. Hoặc là thậm chí nó bị sốt huyết não, cái mạch máu nó rất là mỏng manh. Thành ra với cái giai đoạn sơ sinh, đặc biệt là sanh non thì nó rất là nhiều nguy cơ. Chúng ta thấy là thứ nhất là nó dễ hạ thân nhiệt. Ra môi trường xung quanh mình nếu mình không giữ được cái môi trường tốt thì nó sẽ dễ hạ thân nhiệt. Cái thứ hai là do trẻ sinh sớm hơn bình thường, thành ra những cái chất dự trữ bà mẹ cho con những 3 tháng cuối thai kỳ nó cũng ít hơn. Thành ra trẻ rất là dễ bị hạ đường huyết khi mà trẻ nó sanh non. Cái thứ ba là trẻ nó dễ bị nhiễm trùng, sức đề kháng cũng như là hệ miễn dịch của nó rất là kém, thành ra nó dễ nhiễm trùng. Điển hình trẻ sơ sinh nhiễm trùng là gì? Có thể là viêm ruột hoại tử, có thể là nhiễm trùng máu, có thể là viêm phổi, vân vân. Cái thứ tư là cái nãy chúng tôi nói đó là cái não của nó chưa trưởng thành, thành ra nó dễ bị sốt huyết não. Và cái thứ tư nữa là vàng da nhiều hơn trẻ đủ tháng. Rồi ngoài ra thì cái khi mà trẻ lớn đi xíu á thì trẻ nó dễ bị cái bệnh lý gọi là bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non.
Thành ra cái thời điểm chúng ta phải lưu ý cái thời điểm khám khi nào phải đi khám cái mắt cho trẻ để mà chúng ta tầm soát cái bệnh lý xanh non ở trẻ xanh bệnh lý võng mạc ở trẻ xanh non. Rồi cái chức năng thính giác nghĩa là chức năng nghe của trẻ nó cũng có thể có bị ảnh hưởng đối với trẻ xanh non. Thành ra cái thời điểm chúng ta đi khám khám thám thính lực. Đó, rồi ngoài ra do cái hệ thần kinh chưa trưởng thành ra chúng ta phải theo dõi cái sự phát triển về mặt tâm thần vận động của trẻ. Thành ra những nguy cơ đó có thể gặp. À, vậy thì làm sao để chăm sóc tốt trẻ xanh non trong giai đoạn đầu đời? Thì chúng ta thấy là thứ nhất á, là chúng ta phải tạo một cái môi trường an toàn cho trẻ. Thứ nhất là phải ấm áp. À, như chúng ta trình bày nãy đó thì là nhiệt độ trong phòng nó phải cỡ 26, 27, 28 độ C trở lên. Thứ hai là tránh gió lùa. Chúng ta thứ ba đó là gì? Chăm sóc vệ sinh cho nó sạch sẽ. Nghĩa là chúng ta khi trước khi chăm sóc trẻ chúng ta phải rửa vệ sinh tay. Những người mà có bệnh lý thì không được thăm em bé, không được tiếp xúc gần em bé. Ví dụ chúng ta ho, hắt hơi, sổ mũi, sốt thì chúng ta tránh ra. À, chúng ta không nên tiếp xúc với em bé. Thứ ba là vệ sinh trong vấn đề dinh dưỡng, nghĩa là tốt nhất là cho bú sữa mẹ. Tại vì bú sữa mẹ thứ nhất là nó cung cấp cái nguồn dưỡng chất, thứ hai là nó cung cấp những cái chất kháng Kháng thể để thể. bảo vệ cho trẻ, và thứ ba là nó dễ tiêu, dễ tiêu hóa và dễ hấp thu, nên nó phù hợp với sự phát triển của trẻ sơ sinh. Và một cái nữa chúng ta lưu ý đó là chúng ta phải khám ví dụ dấu hiệu có những dấu hiệu trở nặng chúng ta phải đi khám liền. Và thứ tư là chúng ta phải chủng ngừa cho đầy đủ. À, đối với trẻ sơ sinh thì chúng ta chủng ngừa theo cái lịch, ví dụ như mới sanh ra thì bác sĩ sẽ chủng ngừa cho cháu là lao rồi viêm gan siêu vi B, rồi sau đó là sẽ đến những cái bệnh lý khác, ví dụ bạch hầu ván ho gà viêm gan siêu vi ha, lặp lại để chúng ta tăng cái sức đề kháng của trẻ lên để chống đỡ với nhiễm trùng. Và đặc biệt là chúng ta phải phát hiện ra những cái dấu hiệu trẻ có dấu hiệu bệnh để chúng ta đưa đến cái sở y tế khám liền khi mà trẻ có dấu hiệu bệnh. Đó là cách chăm sóc trẻ sinh non. Vâng, cảm ơn anh chị. Vâng, quý phụ huynh thân mến, chúng ta Bệnh viện Nhi đồng 1 chúng tôi có từ chuyên khoa sơ sinh và có rất là nhiều chuyên khoa khác có thể giải quyết được hết các vấn đề cho trẻ từ lúc mới sinh ra cho tới khi trẻ 16 tuổi. Đã. Nên là nếu mà chúng ta ngoài những cái vấn đề chăm sóc trẻ nó mới sinh ra thông thường như thế nào và khi trẻ có vấn đề bệnh lý, chúng ta có thể đưa trẻ tới cơ sở khám chữa bệnh, chúng tôi có thể tư vấn và hướng dẫn cho cha mẹ những thắc mắc của mình. Vâng. Và cuối cùng là với kinh nghiệm của các anh chị, vâng, anh chị có nhắn nhủ gì cho bậc cha mẹ trong việc chăm sóc con trong giai đoạn, nhất là giai đoạn đầu đời, vừa trẻ vừa sanh ra cho tới khi trẻ 2 tháng, hoặc là những nhắn nhủ gì cho quý phụ huynh trong việc chăm sóc con không ạ? Thì đối với trẻ sơ sinh đó, thì chúng ta biết là nó ăn nó ngủ và nó tăng trưởng nó phát triển. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp nó sẽ có một số cái bệnh lý nên làm chúng ta phát hiện được những cái bệnh lý để chúng ta đưa đến cơ sở y tế khám sớm ha. Thì đây là một một trong những dấu hiệu, những cái dấu hiệu sau đây phụ huynh nên đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho trẻ. Thứ nhất là trẻ có những dấu hiệu nguy hiểm, ví dụ như là trẻ ngưng thở kéo dài, trẻ tím. À, thứ hai là trẻ co giật. Ba là trẻ có triệu chứng sốt hoặc là hạ thân nhiệt. Thứ tư là trẻ có những cái triệu chứng của đường tiêu hóa, ví dụ như nôn ói ra hết mọi thứ, nôn ra chất nôn nó có thể màu vàng hoặc là có máu hoặc là màu xanh, và cái bụng nó trướng lên, trẻ không đi tiêu được. Đặc biệt chúng ta biết là trẻ sơ sinh thì nó đi tiêu trong vòng 48 giờ đầu sau sinh phải đi tiêu. Nếu mà trẻ nào mà quá trong vòng 48 giờ mà không đi tiêu là nó có vấn đề bệnh lý, ta phải đưa trẻ đi khám. Hoặc là đứa trẻ nó không có lỗ hormone, sinh ra mà chúng ta phát hiện không thấy hormone thì chúng ta phải phải đưa đến cơ sở y tế khám ngay. Rồi ngoài ra thì chúng ta thấy một trẻ mà nó không đi tiểu trong vòng 24 giờ đầu là cũng là có vấn đề, thì chúng ta phải đưa trẻ đi khám. Ngoài cái triệu chứng đó ra thì chúng ta thấy là vàng da, nãy chúng tôi nói đó, vàng da mà nếu chúng ta thấy vàng da sớm trong vòng 24 giờ đầu, hoặc là vàng da kèm cái triệu chứng thần kinh, ví dụ trẻ nó bú kém, bỏ bú, khóc thét, hoặc là vàng da mà đến quá rốn, hoặc là vàng da trên trẻ sanh non, hoặc là vàng da kèm triệu chứng của toàn thân, ví dụ cho nó sốt, nó bỏ bú, đừ đừ, thì chúng ta nên chạy chạy đi khám. Ngoài những triệu chứng ở đường tiêu hóa, ở đường da gan mật thì chúng ta thấy là nếu trẻ có nhiễm trùng da nhiều, mụn mủ nhiều ở da ha, hoặc là có kèm theo sốt thì chúng ta nên chạy chạy đi khám. Đó là những cái dấu hiệu mà cần chạy đi khám khi mà chúng ta chăm sóc mỗi ngày đó, chúng ta theo dõi chúng ta thấy nó bất thường, chúng ta đưa trẻ đi khám để bác sĩ có thể tư vấn hoặc là phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho trẻ để trẻ nó mau chóng bình phục và phát triển tốt.
Còn đối với chị á, với mình cũng là một cái người mẹ, và đối với chị thì một cái thông điệp duy nhất gửi tới quý vị phụ huynh đang có con ở trong độ tuổi sơ sinh, đó là mình nên gọi là mình ở bên cạnh con, mình để con mắt mình lên con á, có nghĩa là mình quan sát con 24/24, nghĩa là để hết tất cả những cái quan tâm, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà trẻ sơ sinh là trẻ đang thích nghi với cái cuộc sống từ bụng mẹ ra phía ngoài. Thì bất cứ một cái thay đổi nào dù là nhỏ, bởi vì bà mẹ là cái người hiểu đứa trẻ nhất, cho dù mình thấy là một cái thay đổi nào cho dù là nhỏ mà nó khác với những cái bình thường của trẻ thì mình đều phải ghi nhận lại, bởi vì đó có thể là những cái dấu hiệu sớm nhất của trẻ bị bệnh. Dạ vâng, cảm ơn anh chị. Vâng, vậy tôi sẽ tóm tắt lại cho quý phụ huynh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đã nghe qua được 4 chủ đề về chăm sóc trẻ nhỏ và dưới 2 tháng. Đó là khi vừa trẻ vừa sinh ra thì sữa mẹ là tốt nhất cho các trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chúng ta sẽ cố gắng tận dụng nguồn sữa mẹ tối đa. Và vấn đề thứ hai là vấn đề giấc ngủ thì chúng ta sẽ theo như guideline hướng dẫn rồi. Chúng ta có A, B, C, D. Đó là làm sao cho trẻ có được một giấc ngủ an toàn. Và giấc ngủ là trẻ nằm thẳng và không có bị không xếp những đồ đạc xung quanh, và âm thanh ánh sáng phù hợp cho trẻ. Vâng, vấn đề tiếp theo nữa là về vệ sinh cho trẻ thì chúng ta sẽ cần lưu ý rằng là chúng ta sẽ tắm trẻ sau 24 giờ đầu thì chưa cần tắm. Sau đó thì chúng ta sẽ tắm trẻ và chăm sóc làn da của trẻ. Không có nên là dùng những cái cậy ra những cái cứt trâu của trẻ hoặc là những cái mụn mủ của trẻ thì trẻ mình sẽ phải đưa trẻ đến bệnh viện khám. Vâng, cuối cùng nữa là một số bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh. Thì trẻ sơ sinh mặc dù là non nớt nhưng mà chúng ta sẽ lưu ý là khi mà thấy có những dấu hiệu gì chúng ta sẽ phải đưa đến bệnh viện ngay. Vâng, đó là những thông điệp của ngày hôm nay mà chúng tôi và hai chuyên gia sơ sinh ở đây muốn gửi gắm đến quý vị khán giả. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Nếu quý vị có câu hỏi nào hãy gửi tin nhắn lên fanpage và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất. Vâng, chúng tôi sẽ hẹn quý vị trong những chương trình tiếp theo.